Xin kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với những tin tức thời sự mới nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng một lúc 3 tội danh là tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, trong suốt 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, là thời điểm bị bắt, bà Lan đã rút ruột từ ngân hàng SCB số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Số tiền khổng lồ này, bà Lan đã chuyển đi đâu và sử dụng vào việc gì là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Rút từ ngân hàng SCB 1.066.600 tỷ đồng. Để phục vụ cho việc làm phi pháp của mình, bà Trương Mỹ Lan đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, từ 85% đến 91,5% cổ phần. Qua đó, bà Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Cụ thể, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm của mình. Trong đó có 1.000 khoản vay cho khách hàng cá nhân và 1.500 khoản cho tổ chức, với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022, bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng, trong đó có 483.900 tỷ đồng nợ gốc và 193.300 tỷ đồng tiền lãi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Hiện các khoản nợ này đều không có khả năng thu hồi. Đáng chú ý, số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế, cộng dồn, nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của 1.284 khoản vay. Các khoản này còn dư nợ gốc là 483.900 tỷ đồng, nhưng thực tế khi giải ngân phải là 525.400 tỷ đồng. Trong 525.400 tỷ đồng được giải ngân của 1.284 khoản vay, bà Trương Mỹ Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB 57.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ đồng, trả khoản nợ cũ tại SCB 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.200 tỷ. Như vậy, tiền chuyển ra khỏi hệ thống SCB và rút tiền mặt của bà Lan chiếm 88% tổng tiền giải ngân. Với số tiền trên, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng để trả các khoản nợ tiền mua bất động sản, mua cổ phần dự án và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác. Bà Trương Mỹ Lan đã rút tiền mặt như thế nào? Khi tiền rút khỏi ngân hàng, bà Lan sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân hay cá nhân mà. Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng trong các công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và tránh bị kiểm toán. Nếu cần tiền mặt, bà Lan chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục khống để hợp thức chứng từ rút tiền. Tiền mặt xuất khỏi ngân hàng SCB, bà Lan sẽ chỉ đạo lái xe dùng ô tô để trở về nhà riêng của mình ở tòa Sherwood, số 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, số 193 đến 203 Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, lái xe đã vận chuyển 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 355 tỷ đồng tiền mặt từ SCB về nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan hoặc trụ sở Vạn Thịnh Phát. Nhiều lần, bà Lan chỉ đạo lái xe đưa cho một số người. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Hành vi này còn gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng cho ngân hàng này. Tội danh thứ ba mà bà Lan bị truy tố là đưa hối lộ. Để bưng bít sai phạm tại SCB, bà Lan đã chỉ đạo các nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB chi tiền quà khủng cho thành viên đoàn thanh tra với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 15 tháng 3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các tổ chức liên quan đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Dự kiến đại diện Viện Kiểm sát sẽ luận tội đối với các bị cáo vào ngày 19 tháng 3. Qua phần xét hỏi của bà Trương Mỹ Lan, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt và một số bị cáo liên quan khác, nổi lên mối quan hệ làm ăn khá kỳ lạ của hai bị cáo này. Vay tiền ngân hàng để mua dự án rồi bị lấy lại. Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên khoảng tháng 4 năm 2021, bà Lan và ông Trương Khánh Hoàng trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc sẽ chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Trước không thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là mua dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng SCB. Ông Trước chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt liên hệ với ông Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB và Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, lập phương án vay bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, SCB ký thỏa thuận cho vay với Công ty Thuận Yến và Công ty Khánh Minh. Số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỷ đồng. Mục đích vay đều là bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần góp vốn trong Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sông Hàn, là công ty nắm 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hermes Power, chủ sở hữu dự án bất động sản Thanh Yến. Tài sản đảm bảo cho hai khoản vay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 7.092,2 m² đất ở phường Bình An, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức, dự án Thanh Yến. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan. Trả lời hội đồng xét xử vào ngày 11 tháng 3, ông Dương Tấn Trước khai, trong quá trình hợp tác, bà Lan luôn có một danh sách các dự án có nợ xấu từ ngân hàng SCB. Trong đó, ông Trước đánh giá dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, qua tính toán có hệ số đầu tư có khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, với giá chuyển nhượng ban đầu mà bà Lan đưa ra là 3.500 tỷ đồng thì ông Trước cho rằng quá cao nên đề nghị bà Lan giảm xuống còn 2.500 tỷ đồng và được đồng ý. Nhưng ông Trước phải làm hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Về thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, bà Lan khai, vụ vay 3.500 tỷ đồng, đừng hiểu là tôi đi bán tài sản đó vốn là nợ xấu của SCB, không ai mua hết. Lúc đầu, SCB bán cho người khác, nhưng vì sau đợt dịch COVID-19, người ta không có tiền trả. Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng bàn với Dương Tấn Trước, nói mua giúp SCB giá 3.500 tỷ đồng. Trước đó, tôi có hứa với bị cáo Trước rằng, cứ mua, tôi sẽ nói ngân hàng giúp. Dương Tấn Trước nói sợ lỗ, tôi hứa danh dự, nếu lỗ, sẽ dùng tài sản bù. Tuy nhiên, cũng theo ông Dương Tấn Trước khai tại tòa, sau khi 3.500 tỷ đồng được SCB giải ngân, bà Lan lại nói ông Trước tập trung lo pháp lý để dự án Thanh Yến cho Trương Huệ Vân và công ty Vivaland thực hiện. Đổi lại, công ty Tường Việt sẽ được làm tổng thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án. Về việc này, bị cáo Trương Huệ Vân khai tiếp nhận dự án Thanh Yến theo chỉ đạo của bà Lan, còn thỏa thuận giữa bà Lan và ông Trước như thế nào thì Vân không biết. Trong khi đó, bị cáo Dung xác nhận lời khai của ông Trước là đúng. Đến nay, bà Lan vẫn chưa thực hiện việc trả 1.000 tỷ đồng cho SCB, nên khoản vay trên vẫn còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là gần 590 tỷ đồng. Phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!